hài nghệ sĩ Anh Vũ về Việt Nam sẽ để ở chùa Ấn Quang phúng viếng. Được biết, sau khi quyên góp đủ chi phí, đưa thi hài nghệ sĩ Anh Vũ qua đời đột ngột tại Mỹ được gần 700 triệu đồng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và danh hài Minh Nhí đã có cuộc gặp gỡ với gia đình Anh Vũ tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, để nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân trao hết số tiền trên và hỏi thăm công việc hậu sự. Minh Nhí kể, cả nhà đều cảm động trước nghĩa cử tuyệt vời của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Trước đó, Hồng Vân có gọi điện hỏi ý kiến tôi về việc mở một số tài khoản riêng để vận động mọi người quyên góp kinh phí đưa thi hài Anh Vũ từ Mỹ về nước. Tôi đồng ý ngay. Ông Tư Hoàng Minh Nhí vẫn nhớ là còn dặn đi dặn lại Hồng Vân rất cẩn thận. Tôi hay Vân, đứa nào mở tài khoản cũng được, miễn là mình làm hết lòng và cái tâm với thằng Vũ. Ai ngờ sau này cũng có lời ra tiếng vào, khiến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân buồn. Nhưng hôm qua gặp gia đình, tôi hỏi thẳng rồi. Ai cũng nói cả nhà Anh Vũ đều đồng ý và ủng hộ cho Hồng Vân làm chuyện này hết. Mong mọi người hiểu và thương cho nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, vì Vân là người có tên tuổi, không cần phải tìm kiếm sự nổi tiếng qua vụ việc đau lòng này làm gì. Tại gia đình, mẹ Anh Vũ cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và các khán giả, đồng nghiệp trong cũng như ngoài nước đã lo lắng nhiệt tình cho Anh Vũ trong việc quyên góp đưa thi hài của anh sớm về Việt Nam. Nghệ sĩ Minh Nhí rưng rưng, hôm qua tôi ngồi với mẹ. Mẹ Anh Vũ kể trước khi đi, không hiểu sao thằng Vũ có quỳ gói xin lỗi mẹ và hẹn ngày 25 tháng 4 sẽ về lo lắng chuyện gia đình. Nhưng rồi lời hứa ấy trở nên dang dở mất rồi. Minh Nhí cho biết thêm, nhiều người thắc mắc quá nên nhân đây tôi xin được trả lời. Sở dĩ tôi cùng có mặt đi trao tiền với bà bầu Hồng Vân vì như đã nói trên, tôi là người ủng hộ nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân làm chuyện này. Thứ hai là buổi sáng bận quay phim đến chiều nên tôi chưa kịp chuyển khoản để chung tay đưa thi hài Anh Vũ qua đời ở Mỹ về nước cho nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thì bị thông báo khóa tài khoản. Vì vậy tôi đi trao phần của tôi và cũng chuyển số tiền 5 triệu đồng của một người bạn ở nha khoa Anna từng tài trợ làm xong hàm răng mới miễn phí rất đẹp cho Anh Vũ, trị giá khoảng 350 triệu đồng mà Vũ rất thích. Vậy mà giờ đây Anh Vũ đã đi xa. Ở sân khấu kịch Phú Nhuận, Anh Vũ có hai người bạn thân, vừa là thầy, là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Minh Nhí. Thậm chí hai đứa cháu ruột của Anh Vũ cũng đều là học trò của Minh Nhí tại sân khấu kịch Phú Nhuận. Nên ngoài tình đồng nghiệp, cả hai còn gắn bó ấm áp tình thân như anh chị em trong một gia đình. Trước con hẻm nhỏ gắn bó cả tuổi thơ của Anh Vũ, Minh Nhí than: tóc tôi bạc nhanh vì thương nó mà mất ngủ và suy nghĩ nhiều về cuộc đời này sao phù du quá. Nghệ sĩ Minh Nhí tâm sự: tôi vẫn nhớ như in sáng hôm đó thấy điện thoại từ Mỹ gọi về dồn dập. Hằng ngày tôi hay dậy trễ do buổi tối diễn về rất khuya. Thường thấy điện thoại ở đầu giường đổ chuông ít khi nghe máy, mà chờ 8 đến 9 giờ mới dậy gọi lại trả lời một lần. Tự dưng đêm đó, thấy số của Nian Vũ, người bạn thân của Anh Vũ ở Mỹ gọi liên tục. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi ngồi bật dậy thì nghe tiếng Nian Vũ khóc nức nở trong điện thoại. Anh Vũ nó uống thuốc ngủ sao mà chết mất rồi anh Minh ơi. Tôi nghe mà rụng rời tay chân. Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết, theo kế hoạch dự kiến sớm nhất thì khoảng vài ngày nữa thi hài của Anh Vũ sẽ về đến Việt Nam, còn chậm nhất là một tuần vì còn một số thủ tục phải hoàn thiện về pháp lý. Gia đình đã thống nhất sẽ đưa thi hài Anh Vũ vào chùa Ấn Quang để họ hàng, bạn hữu, đồng nghiệp, khán giả đến phúng viếng. Sau đó sẽ đưa xe tang chở Vũ về ngang qua nhà để anh nhìn lại nơi cũ lần cuối rồi mới đi an táng. Hiện gia đình đang tìm mua đất làm huyệt mộ cho Anh Vũ để có một chỗ yên nghỉ tươm tất, đúng ý nguyện của người thân.